Hello, xin chào tất cả các bác đã quay lại với cửa hàng Kỳ Audio. Cái điều này anh Kỳ lên cũng là thông báo anh em là cái mic mà hôm qua anh Kỳ livestream cho anh em nhá. Thì như các bác đã biết rồi, đây là dòng mic Kado. Đấy thì tất cả những cái con mic lẻ này thì đã hết sạch rồi anh em nhá. Thì bây giờ nó chỉ còn nguyên hộp như này này. Đấy và một hộp này là 3 chiếc. Thế là một hộp này thì anh Kỳ đang giảm giá là có 300.000 300.000 một chiếc thôi. Với là 300.000 một chiếc là một hộp là 3 chiếc là 1 2 3 là 900.000. Thì bây giờ thì cũng không còn cái hộp giấy nữa, không còn cái hộp giấy nữa, nên là bắt buộc là nếu bây giờ bác nào lấy lẻ thì em phải bắt buộc là em đóng bằng ngoài thôi. Đấy, lại không còn hộp giấy anh em nhé. Đấy, mà nó đi thì nó đi nguyên bản như thế này anh em này. Đấy, nên là bây giờ thì số lượng nó không còn nhiều, tại vì hôm nay là đi gần như là hết rồi. Bây giờ em vào em đếm luôn cho anh em này, tại vì lần này thì hầu như là hết sạch rồi. Đấy, đây ngoài đây là đã là 250 mấy bộ này trong cái hộp này. Đấy, thì trong nhà em sơ sơ đi là sẽ còn tầm độ tầm gần 60 đến 70 bộ thôi. Đấy thì bây giờ để cho anh em xem. Đây thì ví dụ ở đây anh em này, anh em đếm hộp lên ra này. 1 2 3 4 này, 5 6 này, 7 này, 8 9 10 11 12 13 14 hộp. 14 x 3. 14 x 3 thì còn được trên 50 bộ là hết rồi. Đấy 50 bộ mới có dây. Thì anh em nào lấy lẻ thì em phải bán lẻ. Có nghĩa là 300.000 một cái anh em nhá. Nhưng bây giờ là nếu như anh em nào mua sau thì bây giờ 300.000 thì anh em chỉ không còn hộp kiểu này đâu anh em nhé. Đây nên bây giờ những bác nào ưu tiên thì những bác nào mà lấy cả bộ. Đấy ví dụ lấy về để cho anh em, ví dụ lấy về để cho mọi người, ví dụ như là mình dùng hai cái, một cái là tặng anh em trong gia đình. Đây thì một bộ này, một bộ Kado này, Make in China này, con này là dòng mic thương hiệu Brazil anh em nhé. Thì giá nó là 300.000 một cái, vừa được rẻ rất là nhiều so với thị trường rồi. Đấy, nên là anh em chốt rất là nhanh. Và bây giờ những bác nào thích mic chơi Tết thì các bác hãy liên hệ ngay với cửa hàng Kỳ. Đấy. Thì hôm nay thì em không có thời gian để mà cũng là set up hay là cũng là lên bộ dàn, tại vì mic mới nhưng mà em vẫn ngồi, em rất là chú tâm, em ngồi em test cho anh em luôn. Đấy là thực sự luôn. Đấy nên là những bác nào mà thích những bộ mic này nữa thì đấy, còn hộp thì còn được mười mấy hộp đấy. Đấy, còn được mười mấy hộp thì anh em nào thích như cái này là cứ một hộp như này là 900.000 nhá, là gồm 3 cái. Đây là dòng mic có dây của Kado anh em nhé. Kado K3.1 anh em nhé. Đấy, mic Kado K3.1. Thì những bác nào còn thích những bộ này thì các bác có thể liên hệ với cửa hàng Kỳ có hai số điện thoại này. Đấy, và ưu tiên những bác lấy hộp nha. Trong cái đó là hôm nay em chưa lấy hết đơn. Và ví dụ như là em cũng thông báo luôn này, những bác nào á mà hôm nay mà nhà em chưa gọi đến nơi á, thì bác nào mà lấy hộp 3 thì các bác có thể liên hệ với cửa hàng của bác nhé. Đấy, cũng rất mong anh em thông cảm. Thì bây giờ tiếp tục là mic DE. DE là 5 bộ anh em nhé. 5 bộ 1 thùng luôn. À 1 thùng luôn à. Đây là có một bác khách là trời lớn luôn anh em ạ. À. Lấy về tặng, đây là sếp à, là làm bên công ty gì á, có nghĩa là mấy anh em lấy luôn một thùng này luôn. Đấy, một thùng mic DE luôn anh em này. Một thùng mic là 5 bộ để cho anh em. 5 bộ nghĩa là mấy anh em rủ chung nhau luôn, lấy luôn, thế lại với khét anh em ạ. À. Đấy, 5 bộ này anh em biết là trị giá nó bao nhiêu tiền không? Đấy, 5 bộ mic DE KV12 2 la mã này. Đấy. Đấy, nên đây, khi mua 5 bộ này bên cửa hàng Kỳ cũng Tết còn giảm giá luôn. Đấy, cứ mua 3 bộ lên anh em sẽ cánh gì là giảm giá luôn cho anh em so với 350 anh em nhé. Đấy thì nói chung là bác ấy mua lần này thì khá là rẻ. Nói chung là được cánh kỳ giảm giá cho khá là rẻ. Nói chung là cũng được cứ bộ mic được mấy trăm ngàn cơ. Nên là cũng rất là khoái anh em nhé. Đây là mic của hãng. Đấy. Không để tùy tiện mà giảm giá đâu anh em ơi. Đấy, nên là cái này thì hôm nay là 5 bộ. Đấy. Thì hôm nay em không có thời gian đóng lo anh em nhé, nên là các bác thông cảm nhé. Thì những bác nào mà thích những dòng lo nào á thì các bác có thể liên hệ với cửa hàng Kỳ. Đấy đúng thật thì em đem đến đây để em chuẩn bị xếp bộ dàn rồi mà cuối cùng là phải đến mai rồi anh em ạ. Nên là hôm nay là nợ các bác bộ dàn nhé. Nói chung bộ dàn là phải làm kỹ chứ còn bây giờ mà làm qua loa thì làm cho anh em phát một thôi. Đấy, nên là bộ dàn này anh em toàn là gửi gắm là 17 18 triệu cơ. Nên là thôi rồi em cũng xin hẹn các bác vào ngày mai. Và những bác nào còn thích những dòng lo bãi hay là bộ dàn thì cứ liên hệ với cửa hàng Kỳ các bác nhá. Đấy, Tết đến nơi rồi anh em ạ. Nên là anh em gấp rút mà chiến đấu đi các bác ơi. Đấy, mai sẽ lên cho anh em mấy bộ kiểu như CF đây. Đấy, coi như là toang rồi anh em ạ, gần toang rồi. Đấy các bác kho hàng thì gần toang rồi. Đấy, nên là anh em nào thích những bộ dàn thì các bác cứ liên hệ với cửa hàng Kỳ các bác nhé. Hoặc các bác có thể đến địa chỉ Kỳ để chờ Triệu Sơn Thanh Hóa các bác nhé. Đấy, Triệu Sơn Thanh Hóa. Ok. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Bác nào thích mic Kado nữa thì anh em có thể liên hệ với cửa hàng Kỳ. Đấy, và đấy này. Đấy IDEA con này là 8 con một kênh này. Con này là 5.200.000 đồng một quả anh em nhé. Nhưng mà khi lên bộ dàn thì em sẽ bớt cho anh em một chút. Mỗi thứ một chút tính ra cũng được vài triệu bạc bộ dàn. 3 triệu bộ dàn luôn. Thế nên đây là thời cơ để anh em có thể mà lắp bộ dàn yêu thích cho mình. Ok, hẹn các bác vào ngày mai anh em nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bác.